Xin chào các bạn, hôm nay mình lại đi ra cái vườn sen súng của mình nè các bạn, để mình thu hoạch cái cọng bông súng để mình về nấu canh chua. Rồi xin mời các bạn cùng đi với mình nha. Hai các bạn xem, cái bông súng của mình đó là mình một tuần mình không có nhìn ngó tới nó rồi đó các bạn. Mình đi làm á, và khi đi chiều về thì cũng hơi tối rồi, cho nên là mình không có dòm ngó. Và hôm nay là mình thấy là nó rất là sum sum xuê rồi các bạn, phải thu hoạch thôi. Đây là cái hoa súng màu trắng, cái này chắc cũng gần tàn rồi các bạn, nó còn một ít cái cánh nữa thôi. Còn cái bông này thì một chút xíu là sẽ nở, một chút xíu là sẽ nở, cái này chắc một chút xíu là cũng nở rồi. Thì mình thấy là cái đây là cái lá của cây hoa sen này các bạn, đây là cái trời của cây hoa sen nè. Hôm trước á, mình có cắm xuống đây hai cái gốc của hoa sen nằm bên khúc này nè các bạn, nhưng mà bây giờ tự nhiên cái nó nhảy lên trên cái khúc đó, nó vượt qua bên đó đó, nó ở bên đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nha các bạn ha, mình sẽ tiến hành mình sẽ thu hoạch hết luôn, cho nên là nó cũng dễ, mình chỉ cần tìm ra cái gốc của nó nằm chỗ nào thôi. Trời nè các bạn, cái bức của nó rất nhiều các bạn ha, nhưng mà nó lại không có trồi lên trên cái mặt nước được nè. Cái này là những cái này mà nếu mà ở trên mặt nước là hôm nay nở hết luôn rồi, những bông màu tím quá trời luôn. Tại vì một phần á là cũng do cái lá nhiều quá đó các bạn, nó chen lên không nổi. Đây một chút nữa mình sẽ cho các bạn xem cái cây súng này nó nổi con quá trời luôn ha các bạn. Đây mình sẽ cắt luôn, mình sẽ cắt luôn mà mình đem ra ngoài để mình làm phân bón các bạn. Chứ nếu mà mình để trong đây thì nó sẽ uống ra, nó hơi dơ cái hồ của mình. Để các bạn thấy nè, quá trời mấy con ốc này nó phát triển luôn các bạn. Mình cũng đem ra luôn, mình phơi nắng nó luôn, mình làm phân bón hữu cơ cho vườn rau của mình. Đây nè, hôm bữa thằng bé em của mình nó kêu là để lại mấy cái thân của cái hoa các bạn, nhưng mà mình thấy là sau thời gian nó không có kết lại thành cái trái được, mà nó lại nhũng ra như này nè, thì nó sẽ làm dơ nước, cho nên là mình quyết định là mình không có để nữa, sẽ cắt sạch hết các bạn. Khi cắt thì mình cắt cho cắt gốc một ít các bạn ha, bởi vì uổng ghê là mấy cái bông này nè. Mình sẽ không có cắt gần nó sẽ bị thối cái gốc của mình, cho nên cách xa ra một xíu. Ôi thương quá trời thương luôn. Rồi các bạn nhìn thấy nè, đây là những cây súng con nè các bạn. Nhảy nè, nhảy kinh khủng luôn, nhảy đặc hồ luôn các bạn. Mà không biết là có phải là có loại giống của cái cây súng này không, hay là loại giống khác. Mà nó đang nhảy quá trời. Rồi cái này là phải chi mà mình cắm nó hái vô mà cắm được đó các bạn ha. Mình sẽ cắm thử hay sao ta, chút mình vô mình cắm thử coi là nó có nở không. Chú quá trời luôn rồi. Hồi trước mình mua là mua có ba cái cây thôi các bạn ha, ba cái cây cái giống. Mà bây giờ mình cắt luôn cái này nè, để vài bữa cái nó nở ra nó che hết cái, nó che con cá không có tha thấy đường bơi luôn á, quá trời hết đất luôn nè các bạn. Đã vậy có mấy cái cây mà bông bèo á nó còn phát triển nữa chứ, quá trời che hết không có miếng nắng nào cho mấy cái bông nó có thể thấy luôn đó bạn. Nó cái bèo này nó lớn thế ghê không các bạn, ốc nè, quá trời ốc luôn. Mình gom ra để một chút xíu mình làm phân bón hết. Có rất là nhiều cái nụ này các bạn, nó nằm ở dưới, cho nên là mình cắt luôn nè.
nổi con ong sống. Ăn cái này thì hơi cực á bạn ha, nhưng mà nó cũng rất là ngon. Thứ nhất là ngon, thứ hai là sạch sẽ, an toàn, bởi vì mình biết được nguồn gốc của nó, mình trồng mà. Nó không tốn tiền nữa các bạn. Đây là cái lá sen hả các bạn? Lá sen nó già quá rồi, mình cắt nó. Cái lá sen thì nó trồi lên mặt nước này các bạn thấy không? Còn cái lá súng không có. Lá súng nó có dài cỡ nào thì nó cũng nằm rạp dưới à. Không có thèm dòm ngó tới nó luôn. Tới chừng hôm nay ra nó như vậy đó các bạn. Mình phải dọn lại thì nó mới xinh đẹp được. Tuy là ít bông thôi nhưng mà bông của nó nở lên được còn nhiều cái. Ví dụ như là ít cái bông, ít cái nụ thì cái nụ nó còn trồi lên được các bạn. Còn nhiều lá quá cái nó không có trồi lên được luôn á. Trời ơi. Cái thỉnh thoảng cho nên mình phải tỉa các bạn. Mình phải tỉa ha, chứ để tự nó sẽ phân hủy ra chứ xem làm dơ cái hồ của mình, dơ cái nước của mình. Ừ, cái gì luôn. Chút nữa mình sẽ vớt mấy cái này ra các bạn. Quá trời, các bạn thấy ở dưới không? Thấy xuống con á. Còn con cá của mình hôm nay nó đẻ quá trời đẻ luôn á bạn. Dọn vệ sinh cho nó luôn ha bạn ha. Dọn chưa? Chắc mình phải cắt bớt một số cái này các bạn. Dịch bớt rồi. Dịch bớt thì mình bỏ ra đó làm phân bón hữu cơ. Rồi nãy giờ mình thu hoạch đó các bạn. Mình vừa dọn cái thùng hoa súng của mình, và mình vừa thu hoạch luôn cái cọng của cây hoa súng các bạn ha. Đây các bạn thấy nè, nó lên cái cây súng con quá trời quá đất luôn. Và nó cũng bị dơ đó các bạn. Nó cũng bị dơ là do rác của những cái bông nè các bạn. Mình sẽ lấy ra và mình bơm nước vô thêm cho nó. Những con ốc này phát triển ghê luôn á. Mình xả nước vô thêm. Ở dưới nó quá trời mấy cái con, mấy cái cây súng con luôn các bạn. Mốt nó làm ra đầy hồ luôn rồi, nuôi không nổi nữa, trồng không nổi nữa nè. Đây có mấy con ốc quá trời nó phát triển luôn. Còn có một cái bông súng nở muộn thôi. Nãy mình cắt quá trời cái nụ luôn các bạn. Nãy mình cắt quá trời mấy cái nụ luôn rồi. Không biết là vô có cắm được thành một cái lò hoa không. Không thì phải bỏ. Hay mình dọn mấy cái này luôn. Phát triển quá trời luôn nè. Dọn bớt ra các bạn. Ra thì mình dọn ra cái mình để ra cho nó chết nó thành cái phân bón hữu cơ cho khu vườn thôi à, chứ không có tác hại gì hết ha. Mình chưa lại một vài cái nhỏ nhỏ cho nó
xinh xinh đó vợ ơi. Mắt trời quá đất. Trời ơi, nước nó hơi bị dơ ha các bạn ha. Tại vì mình không có thường xuyên mình lấy ra đó. Cho nên là nó bị phân hủy ra như vậy nè. Đó. Cho nên nó làm nước mình dơ. Mình sẽ ngắt mấy cái đọt này đi. Nó nhỏ. Rồi, hai cái này mình dẹp đi. Cho nó đẹp. Nó hột mình lại ra tròn. Quá trời quá đất rồi. Nó phát triển rất là nhanh các bạn. Cái loại hoa súng này nó phát triển nhanh lắm. Mình mà không ngó tới là nó lá bơm sờm hết trơn. Rồi mình nó che hết mấy cái nụ không có vươn lên nổi luôn á. Rồi hy vọng là mai mốt mình sẽ được ngắm cái hoa sen nở ha các bạn ha. Đó, hoa sen có động lên trên đó một cái. Một cái giọt nước nè, tương chưa? Rồi, xin chào các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.